Ta là xà tinh đây. Xà tinh. Ta là xà tinh đây. 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 Sắp tới rồi, ở gần để tôi. Hả? Kia rồi. Mẹ kiếp, chậm có một chút đã bị sổng mất rồi. Thầy ơi, nó rơi xuống tại đây thì nó không đi đâu xa đâu. Chắc là còn lòng vòng ở đâu đây nè. Phải tìm kỹ coi sao. Mày sai tao mày. Dạ. Trời ơi, đi tìm đi. Dạ. Mày. Úi da. Chắc chắn là con người bắt nó rồi. Bằng mọi cách phải tìm được chỗ ở của nó. Lo 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 lo, toàn thể dân làng hãy nghe đây. Hiện nay mạng xà tinh đang hoành hành ở khắp nơi, bắt người ăn thịt ngày càng nhiều. Triều đình đã giúp mọi sức lực nhưng vẫn chưa tìm việc được. Vậy lệnh vua truyền, dân làng nếu không có việc hệ trọng thì đừng ra đường. Nhà cửa phải chốt quá cẩn thận. Tất cả trai tráng trong làng, nếu ai giết được mãng xà tinh mang đầu nộp vua, sẽ được vua trọng thưởng và gả công chúa. Thầy ơi, không ấy mình về đi thầy, chứ cứ lang thang ngoài đường như vậy hoài, có ngày cũng bị mãng xà tinh. Cầm ngay! Sao lúc nào mày cũng nói chuyện xui xẻo vậy? Mày không nghe lệnh vua truyền sao? Ai giết được mãng xà tinh sẽ được trọng thưởng và gả công chúa. Ta nghe dân gian đồn rằng công chúa phương Nam sắc nước cương trời, xưa nay không ai sánh nổi, bây giờ phải thuộc về ta. Dạ nhưng mà liệu thầy có dám? Ngươi cho rằng ta không dám chiến đấu với mãng xà tinh à? Để rồi xem. Khi ta tìm bắt và ăn thịt được con chim cách nhiệm màu kia, thì việc gì ta cũng có thể làm được. Bưởi, con bưởi đâu? Dạ,
Ba gọi con. Mày đi kiếm thằng Quốc coi, từ sáng giờ nó đi đâu mà không thấy nó về. Dạ. Ba ơi. Đó là mày sợ tin đây. Quốc, trời ơi sao con ngu quá vậy? Con giỡn như vậy mà xà tinh biết được nó giết con chết. Con quăng cái đầu nó đi hay không? Mẹ cứ yên tâm, khi nào lớn con sẽ chém đầu mãng xà tinh cho mẹ coi. Đó, lại giở trò ăn nói ngang ngược không biết xấu hổ. 20 tuổi rồi mà cứ như đứa con nít lên 10. Không biết chừng nào con lớn để mẹ đi cưới vợ, chứ đừng nói chi tới chuyện chém đầu xà tinh. Có phải lỗi tại con đâu. Mẹ xin lỗi. Chị Bưởi, chị Bưởi, tôi cho chị coi cái này nè. Nhanh lên. Ở đâu mà cậu có vậy? Tôi lượm được nó ngoài mộ đó. Nó bị thương, chắc là bị ác điểu cắn. Chim gì vậy? Cậu có biết không? Giống chim này tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nó có bị thương nặng không? Liệu có lành được không cậu? Tôi nghĩ cũng không nặng lắm. Nếu nó được chăm sóc và băng bó vết thương thì có lẽ sẽ lành mau thôi. Ừ, mai cậu lên kinh mua cho nó cái lồng. Ở nhà có con chim cũng vui. Nhưng tôi cũng không định giữ nó luôn đâu. Tôi đợi khi nào nó lành hẳn rồi thả ra. Sao uổng vậy cậu? Chim nhốt trong lòng tội lắm. Với lại mẹ tôi cũng không thích. Nhưng thả nó ra ác điểu cắn nữa rồi sao? À ha. Thôi chuyện đó từ từ tính. Bây giờ chị đi kiếm cái gì cho nó ăn, để tôi kiếm đồ làm cho nó cái lòng. À mà chuyện này đừng có để cho mẹ tôi biết nữa nha. Dạ. Ông ơi, ông đang tìm cái gì vậy? À, đúng cái thằng này rồi. Mày dám giả mãng xà tinh hù tụi tao hả mày? Tao cho mày chết à. Mày ngon hả? Cho mày chết nè. Mày hả mày? Cho mày chết. Đứng lại, đứng lại. Mày cho mày chết. Mày cho. Chết rồi. Trời ơi, thằng này đi học gì mà bỏ quên sách vở hết vậy nè. Gia đình ta chỉ mỗi mình nó là con trai duy nhất. 20 tuổi đầu mà nhỏ như đứa con nít mới lên 10. Tự hỏi làm sao tôi chịu nổi chứ. Mang tiếng là con của quan tổng đốc Lục Châu. Vậy mà hỏi đám nào người ta cũng từ chối. Làm sao có vợ của con để nối dõi tông đường đi. Nếu ông có linh thiêng thì về phù hộ cho mẹ con tôi ông ơi. Tôi buồn quá ông ơi. Bắt quỷ, trừ tà ma. Ta là thầy cúng đây. Nhà nào có người bị ma quỷ ám hại, lớn không nổi, ta sẽ có cách hóa giải. Bắt quỷ, trừ tà ma. Ta là thầy cúng đây. Người nào bị ma quỷ ám hại lớn không nổi, ta sẽ hóa giải được. Bắt quỷ.
trừ tà ma. Chính ta là thầy cúng đây. Người nào bị ma quỷ ám hại lớn không nổi, ta sẽ có cách quá giải. Thầy ơi, thầy. Bà gọi ta. Dạ, thầy làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút ạ. Bà muốn hỏi chuyện gì? Dạ thưa thầy, dạ nếu tôi nghe không lầm thì hình như thầy là thầy cúng ạ. Đúng, ta là thầy cúng đây, chuyên bắt quỷ trừ tà ma. Đặc biệt, trong nhà có người nào bị ma quỷ ám hại lớn không nổi, ta sẽ có cách trị. Thật vậy sao thầy? Ai cha cha, không ổn rồi, xung quanh đây có nhiều tà khí quá. Chắc chắn trong nhà bà có ma quỷ ẩn nấp. Thầy nói sao? Nhà có ai bị bệnh không? Dạ. Chẳng hạn như đã 20-30 tuổi rồi mà vẫn đẹp như là một đứa con nít, có không? Dạ, dạ có. Đó, ta đoán có sai đâu. Dạ, không giấu gì thầy. Dạ tôi có một đứa con trai, năm nay nó đã 20 tuổi rồi, mà không biết tại sao nó giống như một đứa trẻ lên 10. Không biết lý do gì. Dạ xin thầy có cách nào giúp cho. Không sao, thú nhân độ thế là chuyện của ta. Dạ, dạ đổi ơn thầy. Dạ xin mời thầy vào nhà. Dạ mời thầy. Dạ mời thầy. Thầy ơi, chuyện gì vậy thầy? Chết rồi. Nhà có nuôi chim không? Dạ không. Nhà tôi xưa nay không bao giờ nuôi chim. Tôi không thích nhốt chim trong lòng. Vô lý. Sao lại vô lý như vậy? Ta tin chắc trong nhà có một con chim. Ma quỷ đã nhập vào con chim đó, ẩn nấp trong nhà, làm cho cậu con trai của bà không sao lớn nổi. Có thể là bà không nuôi, nhưng biết đâu tự nó bay vào và sống lén lút ở trong nhà mà bà không hay biết. Dạ tôi không biết thưa thầy. Thôi được, ta khắc sẽ tìm ra. Dạ. Thank you.
vừa đây. Chẳng lẽ mày mất rồi? Mày không thoát khỏi tay tao đâu. Kìa kìa, con chim kìa. Đó đó, nó bay bên kia rồi. Đâu đâu đâu. Bà, con đi nấu nước nha bà. Ừ, đi đi con. Đứng lại. Bỏ cái tay ra. Bỏ cái tay ra. Bỏ nó ra. À, con chim đây rồi. Vậy là ngươi cố tình đồng lõa với ma quỷ. Đưa nó cho ta. Không, nó không phải là ma quỷ. Nó bị thương, còn hai mới đem về chiều hôm qua. Nhưng mà sao ta không biết? Cậu hai nói bà không thích nuôi chim, biểu con giấu bà. Với lại cậu hai tính vết thương con chim lành, cậu hai sẽ thả cho nó bay đi. Cái gì? Không được thả. Phải giết nó ngay. Nó là ma quỷ, đã hại con trai của bà không lớn nổi. Hả? Mày có biết không? Cậu hai không lớn hơn 10 năm nay rồi. Còn con chim mới đem về hôm qua, đâu phải tại con chim mà cậu hai không lớn đâu. Thôi. Bây giờ thầy cho tôi hỏi, nếu như giết con chim này rồi, con tôi có lớn lên bình thường được không? Không những giết mà còn phải làm thịt nó, đem kho với nước dừa cho ta ăn vô bụng thì mới trừ khử được tà ma. Lúc đó con trai của bà sẽ lớn lên bình thường. Thầy ơi thầy, phải cho thêm chút nước mắm, chút hành, chút tiêu, chút tỏi, chút ớt. Ngon à. Được rồi, đưa con chim cho ta. Đưa đây. Bà đừng có tin họ. Chẳng lẽ họ đến đây để lừa ta chỉ vì ăn thịt một con chim thôi sao? Đúng. Bà thông minh. Chẳng lẽ ta thèm thịt chim đến nỗi ta đi đường xá xa xôi tới đây dụ bà để ăn con chim chút xíu vậy? Đây. Ta rảnh hả? Ta điên. Nhưng con chim này của cậu hai chứ bộ. Trời. Trước khi đi, cậu hai dặn kỹ là không cho ai đụng vào nó hết. Nhưng mà bà nói con nghe, nếu làm thịt con chim này rồi sẽ trị bệnh được cho cậu hai. Chẳng những cậu hai không giận bà mà còn vui sướng nữa. Đưa đây cho bà. Đi con. Ôi. Nhưng con không làm trái lời hứa với cậu hai đâu. Nghe lời bà đi mà. Mệt con quá đó. Cái con này đồng lõa với ma quỷ, ám hại con của bà. Hả? Cần gì dòng dơi với nó. Đệ tử. Dạ. Giữ nó lại cho tao. Đưa cho bà đi con. Ngoan đi. Ngoan cô mày. Đưa nó ra đi. Đưa nó gì. Đưa nó vậy. Mày mạnh dữ vậy. Đưa nó ra đi. Mạnh dữ. Không. Không được giết nó. Chính tài ta sẽ giết mày.
Tôi đã gặp hai ông này hai lần ở ngoài đường. Họ đang tìm kiếm cái gì đó, nhưng tôi đâu có nghĩ là họ tìm con chim. Cho nên chắc là con chim có cái gì đặc biệt lắm, nên họ mới lừa mẹ tôi để ăn thịt nó. Bây giờ tính sao đây cậu? Bây giờ mình mang con chim ra ngoài vườn, chôn một chỗ kín đáo, rồi đi tìm chỗ núp, xem phản ứng của họ như thế nào. Đi cậu. Cậu hai, hay cậu ăn thịt con chim đi, biết đâu nó chữa hết bệnh của cậu thì sao? Thôi, tôi không ăn đâu, tội nghiệp nó lắm. Cậu không ăn, một hồi ông đạo sĩ ông tìm được hả, ông cũng ăn hết hà. Ăn đi cậu, ăn đi, ăn đại đi mà, lẹ lên, ăn đi, nhanh lên. Ê, con chim ta đâu? Ăn hết rồi. Mẹ, mẹ. Tao đây nè, có giỏi thì tao đi. Qua đây, qua đây đi. Tao nè, qua đây, qua đây đi. Thank you.
Quả ra thịt chim khách không màu nhiệm như ta nghĩ. Khanh giỏi lắm. Mặc dù Khanh già cả xấu xí, nhưng để giữ đúng lời hứa, trẫm truyền lệnh thưởng cho Khanh 10 thùng vàng và gả công chúa mỹ lệ cho Khanh. Đội ơn bệ hạ. Chuyện gì mà giống trống liên hồ vậy? Chuyện gì? Dạ muôn tâu, có một chàng trai muốn xin gặp hoàng thượng. Kẻ nào mà dám to gan vậy? Thôi được, cho hắn vào. Tâu dân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Đội ơn hoàng thượng. Có chuyện gì? Muôn tâu, hắn là tên đạo sĩ độc ác, một kẻ lừa bịp. Hắn không phải là người giết Mãn Xà Tinh. Muôn tâu hoàng thượng anh minh, thần không thể nào hiểu nổi tại sao hoàng thượng lại cho một tên bá dơ khố rách áo ôm như vậy vào chốn tôn nghiêm này mà ngang nhiên quát tháo. Tên kia, nghe tao hỏi đây, ngươi cho rằng vị anh hùng đây không phải là người giết Mãn Xà Tinh, vậy ai là người đã làm chuyện đó? Muôn tâu, chính hạ thần là người giết Mãn Xà Tinh. Mắc cười quá. Ngươi cho rằng ngươi giết Mãn Xà Tinh, tại sao không đem đầu nộp cho đức vua mà nhờ ta nộp giùm? Có ai ngu vậy không? Đúng không các quan? Muôn tâu thánh thượng anh minh, thánh thượng và các quan hãy nhìn đi, nhìn từ trên xuống dưới đi. Đó, thấy nó nghèo không? Nghèo thấy sợ luôn nha. Nghèo cỡ này làm sao chặt được đầu Mãn Xà Tinh? Nghèo quá, chặt củi chứ sao chặt đầu Mãn Xà Tinh cho được. Này tên kia, người có gì chứng minh rằng chính người đã giết Mãn Xà Tinh? Muôn tâu, phân nửa lưỡi gươm của thần còn nằm trong đầu của Mãn Xà. Vậy à? Muôn tâu thánh thượng anh minh, lưỡi gươm trong đầu của Mãn Xà Tinh là của hạ thần, chính tay thần đã cắm vào đó. Không biết gì mà thầy muốn Mãn Xà Tinh. Hãy mổ đầu Mãn Xà Tinh, lấy nửa thanh gươm đó cho ta. Âu dân. Đạo sĩ, nửa thanh kiếm còn lại của ngươi đâu? Dạ, thần nghĩ rằng kiếm đã gãy rồi, đâu xài được đâu, thần dục à. Thanh niên kia, còn nửa thanh kiếm của ngươi đâu? Muôn tâu, dù thanh kiếm đã bị gãy, nhưng đó là bảo vật của gia đình, cho nên thần không bao giờ từ bỏ. Phần nửa thanh kiếm còn lại đã được đội cận vệ của nhà vua giữ ở bên ngoài. Phụ vương. Được. Lính đâu? Dạ. Mang thanh kiếm gãy đó vào đây cho ta. Tâu dân. Muôn tâu hoàng thượng, thanh kiếm đó là của hạ thần. Chắc có lẽ là hắn lượm được ở chỗ hạ thần giết Mãn Xà Tinh, đem vào đây để tranh công với hạ thần. Muôn tâu bệ hạ, bệ hạ suy nghĩ chi cho mệt, giết phất cả cho rồi. Đúng không các bạn? Đúng không à? Cần chứa. Đạo sĩ, kiếm này của ngươi phải không? Dạ, đúng là của hạ thần. Dạ. Ở đâu ngươi có được thanh kiếm này? Dạ thần rèn. Dạ rèn đúng 300 ngày mới được cây kiếm đó. Chỉ có cây kiếm này mới cắm được vào đầu Mãn Xà Tinh mà thôi. Vậy à? Vậy thanh kiếm của ngươi tên gì? Tên gì vậy? Tên gì ai biết? Dạ, thần nghĩ
kiếm cũng giống như dao sắc thịt vậy. Cần gì đặt tên cho rườm rà. Thanh niên kia, thanh kiếm này có phải của ngươi không? Dạ muôn tâu, đó là thanh kiếm của cha Hạ Thần, là quan tổng đốc Lục Châu, được Đức Thái Thượng Hoàng ban tặng trước khi qua đời. Thanh kiếm có tên Trấn Nam. Các khanh đâu? Có thần. Hãy xử tội thầy trò tên đạo sĩ gian ác này cho ta. Dạ bệ hạ. Dạ bệ hạ. Năm nay chỉ được có bao nhiêu đó thôi ông ạ? Dạ chắc là... Có chuyện gì cứ nói đi. Kỳ này mình phải bỏ bớt thợ thôi ông ạ. Cho họ nghỉ. Rồi họ sống bằng cái gì? Gì nữa đây? Xin gì? Trời đất ơi, ăn mà cho mập thay rồi không làm gì rồi rình rập người ta là xin xỏ hả? Phải làm mới có ăn chứ, phải không? Ông bà mình hồi xưa á, có dạy một cái câu á, có làm thì mới có ăn, ông dưng ai để em bằng cho ta, nghe chưa, hiểu chưa? Nghe rồi. Phải coi chừng tao á. Giờ mệt lắm hả? Làm mệt lắm phải không? Vậy thôi nghỉ tẻ đi, khỏi cần cài cái gì cho nó mệt. Ủa, Quang nói vậy là sao hả Quang? Là tao á, sẽ lấy đất của tụi bay. Lấy đất. Ờ, để tao bù vô cái số nợ mà tụi bay thiếu của tao. Bù nợ. Ờ, nè, còn lúa này á, lúa này ở đâu ra? Hả? Lúa này á, là mọc từ cây lúa ra. Mà cái lúa nó mọc ở đâu? Nó ở trên ruộng, thấy không? Bây giờ tao lấy ruộng, tao lấy lúa, mà lúa này cũng không có bù vô số tiền lời mà tụi bay thiếu tao. Mà lúa này tụi bay đem đi đâu đây? Hả? Đem đi đâu? Giống mà. Dạ đúng rồi đó Quang. Giống hả? Dạ. Dạ tụi con để dành làm lúa giống cho mùa sau đó Quang. Dạ. Ông ngồi đây đi. Nó không có ruộng thì lấy lúa giống làm gì? À, lấy đi. Không có ruộng mà lấy lúa giống làm gì? Thôi được rồi. Thấy tội nghiệp quá bỏ qua cho đó. Rồi mùa sau á, muốn gì cứ tới nhà tao, rồi tao cho mượn lại mấy công làm ăn sinh sống. Thấy không? Chạy nhanh đâu rồi? Lấy, lấy đất, lấy lúa. Bừng lúa, bừng lúa, bừng lúa ơi. Trời ơi, trời ơi, đừng có đi gian đây rồi. Trời ơi, muối chè tôi. Trời ơi, không còn chánh hơi, tao để thở rồi. Trời ơi, tụi bay làm gì bà ác dữ vậy? Không có chút xíu mà tụi bay nhấn nhấn cái đầu gì sao không chịu nổi? Kéo ông lên coi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, thấy chưa? Sao vậy ông? Thấy cái mặt tao giống cái mặt ruộng chưa? Sao vậy? Hả? Thằng nào? Thằng nào gieo mạ vô mặt tao vậy? Hả? Thằng nào? Hả? Thằng nào nhấn cái mặt tao vô bông lúa? Thằng nào? Con á. Trời ơi, bây giờ cái mặt tao không còn là mặt người nữa, mà là cái mặt ruộng. Ai cười á? Cười gì? Mày cười có vẻ thích thú lắm hả mày? Bu lại không còn một miếng không khí nào mà để thở hết trơn à? Bu đen bu đỏ hả? Tránh ra. Tránh ra đi. Nè, bây giờ á, điểm chỉ vô đây. Bu liệu công nè, đi lên quang màu. Ủa sao tự nhiên nó lại điểm chỉ vô mày? Điểm vô đây. Điểm vô. Bây giờ không điểm phải không? Được rồi, được rồi. Được rồi. Tụi bay đừng có trách tao nha. Rồi tụi bay từng đứa một sẽ đi lên quan màu. Lên quan màu. Bay đâu? Bay đâu? Bay. Bay. Mày là bay á? Hả? Có mình con hả? Ờ. Bưng ba cái tung lúa này về cho tao. Một mình sao bưng hết? Mình mày bưng cho tao. Ừ, vậy đi. Ờ. Nè, mày một cái. Tao hai cái. Cái gì vậy? Cái gì đè đầu tôi giống như trời đè tôi vậy trời.
cái gì vậy? Lúa đó, lúa đó. Lúa hả? Bà nội cha nó. Tao kêu mày bưng mà mày để đầu tao vậy hả? Mày leo lên đầu tao, mày ngậu lúa đi. Ngồi xuống đi. Trời ơi, trời ơi. Bà nói khiêng lúa vậy? Ờ, khiêng lúa vậy. Trời ơi. Ông thấy đó, mấy năm nay hạn hán mất mùa thất bát vô cùng, nên nhiều người phải đem ruộng vườn đi cầm đi bán, mà không cầm không bán thì cũng bị ép, bị cướp với giá rẻ như bèo. Giá gạo thì mỗi ngày một tăng, mà ruộng vườn thì mỗi ngày càng hạ thấp. Riết rồi cuối cùng tài sản của người nông dân đều vào tay các quan và các ông phú hộ, chỉ tội cho người dân lành mất đất, lại trở thành đầy tớ làm thuê trên chính mảnh đất của mình. Sao có chuyện gì nói đi? Ủa, vậy? Sao không tù lum vậy? Đậm như máu đĩa. Chắc nhầm. Uống không được thì thôi, đừng có uống. Gì? Bác tập hợp tụi tôi lại đây có chuyện gì không? Có chuyện gì không? Số là vậy. Sao? Mấy năm trước á, tôi có cho mấy đứa con nhà tôi nó đi học nghề. Gì vậy? Không hiểu. 10 lần rồi. Có một cái câu chuyện cho con đi học không mà khoe 10 lần rồi. Mấy đứa con hả? Nghe riết mặt đứa nhà mà tí điều muốn thuộc lòng gia phả nhà ổng luôn á. Để tôi kể. Rồi ba thằng con của bác, một thằng thì bắn giỏi, một thằng thì bơi giỏi, một thằng thì nói chuyện với thú vật giỏi, đúng không? Ôi, có chuyện gì? Rồi sao? Nhưng mà kể là phải có đầu có đuôi thì mấy ông mới dễ hiểu. Đúng rồi. Đúng rồi, kể cái khác đi. Cái thằng Út nhà tôi á, hôm qua nó đi ra biển nó bắt cá. Thì đúng rồi, thằng biết bơi, bơi giỏi thì ra biển rồi, chứ hàng kia đâu dám ra. Đúng rồi, biết bơi đâu ra. Gì đâu khoe. Rồi tự dưng á, cái công chúa Thủy Tề mà lần trước nó cứu mạng đó, bỗng dưng quá thân thành cá. Cái này hấp dẫn nha. Công chúa báo cho nó biết là làng của chúng ta đó. Sao? Đang bị thánh phạt. Cái gì? Thánh phạt. Có chuyện đó không trời? Thánh phạt. Thiệt hả? Thánh phạt đó. Thánh phạt kiểu gì? Gì mấy ông làm gì vậy? Thì thánh phạt đó. Thánh phạt hả? Phạt cái gì mà phạt? Ơi, sợ thánh phạt quá. Không sợ sao được. Mấy ông làm vậy? Như mà lấy nước sôi đổ lên đầu mấy ông hay sao? Trời. Gì đâu mà sợ thế ớn. Sao thánh nào đâu phạt? Thì hạn hán có thấy gì đâu nè. Tiếp đây. Rồi mất mùa nè. Của làng ta đó là dấu hiệu đó. Cái này đúng đó nghe. Cái này đúng đó. Mất mùa liên miên thấy chưa? Đúng chưa? Thấy không? Bởi vậy ta mới nói. Đúng rồi. Thấy. Đúng cái gì mà đúng? Thì thánh phạt. Thánh phạt. Phạt cái gì mà phạt? Thì thánh phạt rõ ràng mà. Hạn hán mất mùa là do cái tụi nông dân nó dốt. Sao? Nó dốt thì nó chịu. Do nông dân thôi chứ đâu phải tụi mình đúng không? Đúng rồi. Mấy ông nghĩ lại đi. Từ cái lúc mà hạn hán nè, mất mùa nè, mấy ông có lợi không? Ông nào ông nấy lấy ruộng của người ta nè. Ăn ruộng không mà đây. Ông này nè, ăn là nhiều nhất nè. Ăn ruộng không mà mập thay vậy đó. Coi nè. Ăn riết rồi mập thay. Bụng bự như cái trống. Đeo vàng ta nói cả cục vậy đó. Không sợ chúng ghét. Đó là thánh thưởng chứ phạt gì. Đúng rồi. Mình giàu mà đâu có phạt mà thưởng hả? Nhờ hạn hán mất mùa mình mới có ruộng nhiều nè. Có phải là thánh thưởng không? Đúng rồi, thánh đúng thưởng. Đúng rồi. Đó là cái lộc, cái lộc thánh cho đúng mình đó. Cũng may á, may là tụi mình biết cúng bái đàng hoàng, cúng bái thường xuyên. Đúng luôn. Công chúa nói đã từ lâu làng của chúng ta không có dựng đình dựng miếu, rồi rước tượng thành hoàng về thờ cúng để mà tạ ơn. Lâu nay không có để ý. Làng mình á chưa xây miếu mà cũng chẳng có ai rước tượng thành hoàng về thờ hết. Bởi vậy cũng may, may là tôi biết khôn. Sao thỉnh nguyên một cái tượng bằng y chang tôi luôn á, đem về thờ tận ở trong nhà. Đúng bởi vậy ta nói ai bị bạc bạc với tôi tỉnh bơ à. Thằng đó thành hoàng á là thần của cả làng, mà không rước thần về thờ trong làng á, thần quở tất cả mọi người trong làng, không chừa ai. Đúng đó. Thần phạt quở nữa thấy chưa. Tôi nói mấy ông là phải để ý cái chuyện này. Đúng đó. Nhưng mà tôi lớn tuổi rồi, mỗi gối chân trùng, còn phải bận bao nhiêu công chuyện nữa. Ông bận gì? Không được đâu. Ông bận cái gì? Mấy ông á
hởn chút cái nói bận, hởn chút cái nói bận. Mấy ông bận đánh tứ sắc thì có bốn ông á, ông này chụm đầu này, nhau đánh hoài, đánh tứ sắc rồi đánh lộn nhau sưng trán u đầu thì có. Mệt mỏi ghê. Thế dạng vậy bây giờ ai đứng ra làm nè? Ai biết gì vậy? Làm như tôi đẹp lắm dòm tôi. Ê, người đẹp hay bận lắm á nha. Thôi được rồi, tôi xin hiến miếng đất ở đây nè để mà xây miếu. Thiệt hả bác cả? Còn việc trông coi miếu tôi cũng xin đảm nhận luôn cho. Tốt quá rồi. Nhưng công chúa Thủy Tề hiện lên nói chuyện với con trai bác, bác hiến miếng đất đó là chu đáo nhất. Đúng rồi. Nhưng mà xây miếu làm tượng tốn kém, ai làm? Tốn lắm đó. Ai làm? Bây giờ ở đây còn ai nữa đâu. Thôi được rồi, bây giờ vậy, nhà giàu á thì góp của, nhà nghèo á thì góp công. Chúng ta hợp lực lại để mà xây miếu. Việc khó khăn đến mấy thì chúng ta cũng sẽ hoàn thành thôi. Đúng rồi, cứ vậy làm đi. Nghe có vẻ được đó. Được. Thôi được rồi, nếu như các ông tin cậy tôi á, hiện giờ tôi cũng đang rảnh rang, tôi sẽ đảm nhận trong coi chuyện này cho. Bác cả nói đây nghe. Bác xây miếu cả đây á. Đúng rồi. Vậy là còn quá phải không các ông? Đúng rồi. Cảm ơn các bác đã tới họp đông đủ. Xin mời các bác về cho. Dạ, thưa tôi lo cho ông quá. Đừng lo, ngày mai cứ y kế hoạch mà làm. Thưa bà con, tôi được sự đồng ý của các vị chức sắc ở trong làng đứng ra vận động bà con xây dựng miếu thành hoàng ở trong làng. Có miếu rồi, chúng ta sẽ thỉnh ngài về để cả làng cùng nhau thờ cúng. Ai có của nhiều thì góp nhiều, sẽ được phúc nhiều. Ai không có của thì góp sức. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Xin mời các vị. Ông đi. Nè, ông trước đi. Ông đi. Ông đi. Như ông trước đó. Ông đi. Ông đưa trước đi. Mệt quá. Ông trước đi. Ông đầu tiên đi. Thôi bây giờ ông trước đi. Ông đi. Ủa gì kỳ vậy? Hơn ông làm gương. Sao gì cũng kêu tôi trước hết vậy? Sao ăn ông kêu tôi trước đi? Mệt mỏi mấy ông quá. Ông ngồi gần cái khay. Ông ngồi gần ông đóng trước. Từ từ. Đúng rồi, từ từ ông bỏ. Mấy ông kỳ quá, bỏ đi. Để từ từ móc ra mới có chứ. Có mới bỏ chứ. Thì ông móc ra đi. Dạ. Dạ con trăm lại thành hoàng, dạ con ngàn lại thành hoàng, dạ mong thành hoàng chứng giám cho cái lòng thành của con. Dạ cái lòng thành của con là 20 lượng. Dạ trời ơi, 20 lượng, nhớ kỹ với con, lòng thành của con là 20 lượng nha thành hoàng. 20 lượng á? Lòng thành gì mà nhỏ nhoi quá vậy con? Có 20 lượng vậy con? Nó nghe nè, thành hoàng nói hay ai nói vậy? Ai nói nè? Ông rảnh quá ha. Ông bỏ nhiêu mà ông nói tôi bỏ ít. Lòng thành của tôi lớn hơn lòng thành của ông 6 lượng. Tôi 26 lượng. Tôi là 26 lượng nha bà con. 26 lượng lận kìa. Hơn tôi với tụi trơn trọi. Chơi nổi. Tới tôi. Dạ thành hoàng ơi. Dạ tự nhiên cái lòng thành con nó tuôn trào mà con chặn là không có được. Dạ giờ cho con tuôn thêm 10 lượng nữa là 30 lượng kìa. Xin mời ông. 30 lượng rồi đó. 30 lượng rồi đó. Bỏ vô. Dạ con xin kính dâng lên thần hoàng 27 lượng. Hôm nay cũng thua con 3 lượng. Có tôi 28 lượng đó. Tôi 32 lượng. Đâu rồi? Bỏ vô đi. Giấu đâu kỹ vậy? Từ từ.
ngấm gì. Năm lượng. Trời ơi, dữ vậy, nhiều đó. Đem đeo cả cục gì đó. Cúng cho thần mình. Thôi, năm nén bạc nè. Trời đất ơi. Vàng xong rồi bạc. Nói ông hỏi cái được cục sắt luôn á. Đúng rồi đó. Bội mấy ông này không có lòng thành gì hết trơn. Đây là lòng thành của con tuôn thêm. Con có nhiều vét hết, nhiều cái thành hoàng. Và thêm hai cắt nữa là trời ơi. Rồi quá. Rồi sao? Quá. Thôi dạ, kể đi. Ủng hộ cho làng mình. Dạ, dạ, dạ. Đủ tiền. Rất cảm ơn các vị. Cảm ơn các vị rất nhiều. Dạ. Dạ thưa ông cả. Dạ cho hỏi mình xây cái miếu này trong bao lâu vậy ông cả? Đúng vậy. Dạ đúng rồi, bao lâu vậy quan? Bao lâu? Bây giờ vậy. Bà con, tôi rất là cảm ơn bà con. Dạ. Cảm ơn các vị. Dạ. Những người đã có góp của rồi, bây giờ những ai góp sức, một lát chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để bàn công chia việc. Đúng rồi. Đúng rồi. Chị ai mà góp tiền thì khỏe. Còn sao? Ai mà không góp tiền thì bỏ sức ra chứ. Chứ đúng rồi. Người ta góp tiền mà còn bắt ta làm nữa thì sao? Đúng không? Dạ anh vậy. Quan làm gì mà dữ vậy? Tụi con không có vàng có tiền như quan. Thì người dân cũng có công dữ vậy. Dữ vậy. Dạ đúng rồi, nghèo đâu phải là cái tội. Vậy? Nói vậy. Nó nói nghèo không phải cái tội. Không có tội sao nghèo. Thôi được rồi. Thôi đừng nói nữa. Hồi nãy ngài có hỏi với tôi là thời hạn bao nhiêu lâu. Dạ. Thì tôi xin hẹn 3 tháng. Trời ơi, cái gì mà 3 tháng gì lâu, lâu quá. Xây cái miếu có nhiều đâu mà 3 tháng. Ngày mai xây ngày mốt xong, bữa kia thỉnh tưởng đem về 3 ngày thôi chứ gì 3 tháng. Tính lại đi ông cả. Lâu quá, 3 tháng lâu quá. 3 tháng lâu quá. 3 ngày. Nhận đại đi, lên 3 năm bây giờ. Ông cả, 3 tháng hay ông cả ha? Dạ, 3 tháng. Vậy thôi về về. Thôi về về. Xong hết rồi. Nè, bây giờ ai mà đóng cửa vô rồi á thì về. Còn ai mà góp sức á thì ở lại. Biết không chưa? Không có của phải bỏ dạ, công. Dạ, dạ, dạ. Biết không? Còn nhà nghe phải lại. Chào đón ông. Nhớ về mấy ông ơi. Dạ mọi người. Giờ mình ở lại đi. Án đường án xá trơn trọi à. Bất minh quá. Cũng người góp công, người góp sức. Bây giờ mình hỏi coi mình công cán sao mình giúp cho qua. Để quan tính. Bây giờ hãy hỏi coi chuẩn bị chừng nào mình làm. Khoan, ông cả đang tin. Sao? Dạ bẩm ông cả, con đã gài chốt cẩn thận rồi ạ. Chắc hả? Dạ. Thưa bà con, bấy lâu nay làng xóm của chúng ta mất mùa, đói kém khủng khiếp. Đây là lộc thánh, tôi xin chia lại cho bà con để chuộc lại ruộng đất. Bà con cứ nhận đi để chuộc lại ruộng đất, để rồi mùa sau bà con lại cày cấy tiếp tục. Chết ông cả, ông mà làm vậy á mấy ông kia ổng biết được là ông cả nguy lắm đó. Bà con đừng lo, tôi đã có cách. Dạ mời bà con. Bà con nhận cho. Thôi ông cả ơi. Dạ. Vô trong này đốt hương thắp nhang. Ra đây. Sao bữa nay không thắp ở trong? Trời ơi là trời. Bình thường á là thắp ở trong đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ là rước thành hoàng về đây rồi. Mình phải đốt nhang ngoài này, hiểu chưa? Quên. Nè nhang nè. Mày làm gì vậy? Hả? Tao kêu đốt ít thôi mà mày làm gì đốt cả bụi vậy? Mày tưởng tao giàu lắm hả? Chứ giờ muốn đốt mấy cây? 3 cây thôi. Ba cây, còn nhiêu vũi. Trời ơi. Để dành tuần sau thắp. Dạ, 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 dạ,
trăm lại thành hoàng, dạ ngàn lại thành hoàng, dạ thành hoàng phù hộ cho con giàu, giàu hoài, giàu mãi giàu. Ta nói nứt vách đổ tường, dạ tường sập luôn, dạ. Lại đi. Lại hả? Lại biểu. Nè, đi đâu? Mày đi qua bên kia, mày dò la được cái gì? Nói. Con không có biết. Sao không biết? Đi qua bển là thấy cái gì? À, con thấy người ta chuẩn bị, con thấy tụi nó tập trung lại đông lắm. À. Mà tụi nó xây một cái bục giống như là thể cái tượng vậy đó. Rồi xong á, tụi nó trồng mềm mềm rồi leo tùm lum tà la ở trên. Ủa gì kỳ vậy? Đâu có biết. Rồi có cái tượng chưa? Không. Có cái tượng thành hoàng chưa? Ủa sao kỳ vậy ta? Sao tự nhiên trồng mềm mềm làm cái gì? Con đâu biết. Trời, tại sao tao kêu mày đi qua bển mày thám thính mà mày về mày nói mày không biết làm sao? Thì con cũng đâu có biết. Tao hỏi đi qua bển thám thính mà không biết làm sao? Thì là đâu có biết. Bây giờ này ông đi qua, nếu mà ông không thấy cái chuyện gì thì ông thấy cái chừng đó thì ông báo cáo chừng đó thôi, đúng không? Nói rồi nói hoài mà cũng không nghe, đúng không? Có nhận mình ngu không? Ngu. Ờ. Sao kỳ vậy ta? Không lẽ nó lừa tao? Trời ơi trời. Đó, ở nhà có tượng thành hoàng rồi mà tự nhiên đi qua bển cúng tiền, cúng của, cúng vàng cho nó làm chi? Giờ nghĩ lại tức thiệt hả cha? Tức cái gì mà tức? Mình đưa vàng, đưa tiền cho người ta là tại vì sao? Tại vì mình ngu, đúng không? Ông có nhận mình ngu không? Thì bởi vậy bây giờ mới tức. Ờ, vậy thôi. Trời, mất là mất chung, chứ đâu có phải một mình ông mất đâu, đúng không? Mất mấy gì tức? À. Mày hay quá. Sao không hay? Mày khôn quá. Sao không khôn? Tao nện cây lên đầu bây giờ. Đầy tớ gì mày giống quỷ hết sức không? Đi ra đường ai cũng tưởng tao đầy tớ mày không à? Ông nói quá, ông mặc đồ sang hơn con, nói con này tới ông. Mặc đồ sang mà bị mày la hoài vậy hả? Tại ngu. Trời đất ơi trời. Ê mà không. Mày đó, ngày mai đi với tao tới nhà ông cả. Ừ. Để hỏi cho ra lẽ, biết chưa? Dạ biết rồi. Trời ơi, tại sao kỳ vậy? Nè, gần một tháng rồi mà sao tự nhiên có chút xíu vậy à, có cái ụ vậy rồi tỉnh tượng về rồi để tượng ở đâu? Ông cả này quá đáng. Quá đáng. Theo tao đi kiếm ổng. Đi. Thiệt là quá đáng. Ông cả. Ông cả. Ông cả. Ông cả. Ông cả đâu rồi? Đâu rồi? À đây 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 đây. À ông cả. Chào ông. Nè, tại sao vậy ông cả? Trời ơi, ông làm sao mà cả tháng trời rồi. Có cái. Ông cả. Có tôi. Ông trả lời cho tôi biết đi, ông làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Nè, hơn một tháng rồi mà ông nhìn đi đó, ông nhìn đi, tôi mới ra đó tôi nhìn hả, cái ụ nó có chút xíu à, nhỏ hơn tôi nữa, thì làm sao mà ông thỉnh cái tượng vậy, ông để cho đủ chứ hả? Việc thánh không thể nào hấp tấp vội vã được, cứ đúng hẹn á mà công việc không xong thì cứ bắt tội tôi. Thôi chết rồi, không hiểu nổi bây giờ làm sao đây hả? Lừa rồi chứ sao nữa. Ông nói tôi nghe coi bây giờ làm sao. Sao đây? Giờ sao đây? Sao? Mấy ông. Giờ sao đây? Nhoi như vậy. Trời, không hiểu sao á. Cái bọn dân đen á, tiền ở đâu á mà chuột lại đất, nhiều vàng lắm. Mà cái vàng đó nó hao hao giống như cái vàng. Ông mập này á, mệt quá đi. Vàng á thì giống vàng chứ hao hao. Trời ơi, tức quá đi. Ý của tôi nói là cái vàng này nó giống như cái vàng mà tôi giao cho ông cả hôm trước á. Phải không? Đúng rồi. Phải coi lại đi chứ. Vậy là mình phải tính sao số vàng mà giao hôm trước á. Thôi chết rồi á. Bây giờ phải tính sao đây ông? Có khi nào mà ông cả Lê ông lấy số vàng á, ông giao cho tụi dân đen đó không? Trời ơi, vậy mà còn kêu tụi mình đem vàng đem tiền giao cho hắn nữa. Sao đây? Trời ơi, bây giờ thôi đúng rồi, bị lừa rồi. Trời ơi, mấy ông nín hết coi. Cái gì mà đàn ông mà ta nói cái miệng nó ăn máu mà máu á. Từ từ mà nói. Trời ơi, nhưng mà nó là mồ hôi nước mắt của tôi. Đúng rồi, cực khổ lắm mới có vàng mà. Chứ gì nữa. Hết rồi. Hèn chi, hôm qua tôi đi ngang đó tôi không có thấy cái gì hết trơn hết trời à. Mà ngày mai là đúng hạn 3 tháng rồi. Đúng rồi, ngày mai là đúng hạn 3 tháng rồi. Tính sao? Ừ. Bây giờ ông tính sao? Để từ từ người ta tính. Tính lẹ chưa đi. Chưa có kịp suy nghĩ cái mấy ông anh nhoai nhoai vô. Tới ngày mai là hết hạn rồi, tính lẹ đi. Ừ thì cứ để ông từ từ tính. Giờ ông tính sao? Thôi được rồi. Bây giờ mấy ông đi theo tôi. Ập tới đúng nhà ông cả.
Phải đi thôi. Bây giờ tôi nói ông này làm tôi ra được rồi. Tôi không sức làm ra. Kêu đi mà đứng ở đây làm cái gì? Đi nè. Nhanh lên. Trời ơi đứng đây làm chi? Đi. Sao đứng đó? Đi. Trời ơi, mệt mỏi mấy ông này thiệt tình à. Cha ơi, ngày mai là đến thời hạn giao miếu với tượng rồi, mà bây giờ vẫn chưa thấy gì hết á. Sao con lo quá à? Cha đã bàn tính với các con rồi mà. Các con cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Dạ bẩm ông cả, phú hộ cùng các quan làng đã kéo tới đông lắm à. Cứ cho họ vào. Dạ. Ừ, thôi các con vào trong đi, để cha bàn việc với họ. Dạ. Ông cả đâu? Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Nghe chưa? Mình á thì nóng ruột như vậy, còn ổng kìa, ổng tỉnh bơ, ổng ngồi đây ổng uống trà. Ngon ha. Thấy chưa? Trà đậm như máu đĩa vậy mà ngồi uống ngon lành vậy à. Ông cả, trả lời cho tụi tôi biết. Ngày mai á là cái ngày đúng hạn xây miếu thỉnh tượng về, mà bây giờ tụi tôi không thấy gì hết. Ông định lừa tụi tôi à hả? Vàng dòng tiền bạc ở đâu mất hết? Gạch gỗ cây không có miếng chưa? Nào cục nào là sao? Đúng rồi. Ông có biết đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi không? Ngồi xuống. Trả lời đi. Tôi đã nói rồi, ngày mai. Ngày mai hả? Tôi hỏi ông nè, tụi tôi ra đó không có thấy cái gì hết mà ông dám khẳng định là ngày mai hả? Rồi đêm nay ông bưng tượng ở đâu về? Đúng rồi, hả? ông bưng ở đâu về? Bưng tượng ở đâu? Bưng hay không bưng, bưng gì hay là gì nữa thì cứ chờ đi rồi sẽ biết. Ngày mai không có tượng, chúng tôi sẽ đuổi ông ra khỏi cái làng này. Nghe chưa? Ông trời ơi, cái gì vậy? Ta đang cắm bông mà mày kêu như Ngọc Hoàng Vũ Sổ tao vậy mày. Thì nghe, từ từ nghe nè. Cái gì? Có khi nào tối nay nó vô nó rinh cái tượng mình đi không? Thằng nào dám nhào vô đây hả? Nó mà vô đây chó không cắn nó loài ruột á, thì cái tượng này cũng đè cho nó gãy xương sống, biết chưa? Ông đừng có nói vậy nghe. Hả, con thấy hả, mấy bữa hả, ông cả như ông có phép thần hay sao á. Mấy chục thằng thanh niên trong làng mình, thằng nào thằng nấy á hả, to như con trâu á, ông chỉ bằng cái đuôi nó thôi đó nghe. Là nó gậy mà ông cả không nhúc nhích luôn á, nói cho ông nghe. Ta biết rồi. Hình như cha con ông cả này làm như bạn của người cõi âm hay sao. Tôi nghi lắm á. Thôi bây giờ mình đi vô. Vô đâu? Vô nhà ngủ nghỉ phẻ. Ai ngủ nghỉ phẻ? Hai đứa mình. Hai đứa mình hả? Ừ. Không hề. Mày làm gì có quyền ngủ nghỉ phẻ. Có một mình tao được ngủ nghỉ trẻ thôi. Mày ở đây canh chừng cho tới sáng. Đầy tớ mà đời ngủ nghỉ trẻ. Không hề. Vậy là tối nay hả, mũi nó cắn mình nữa rồi. Có nhiều máu cho nó hút hết luôn đây. Ông ơi, con mệt mấy ngày nay rồi. Tối nay ông canh cho con ngủ nha. Đừng có nói cho ông chủ con biết nghe chưa. Tao giết mày á. Mày nghĩ sao mà mày kêu Thành Hoàng canh cho mày ngủ? Mày mới canh cho Thành Hoàng ngủ. Biết chưa thằng quỷ? Bực bội. Mở mắt canh nghe. Mày mà ngủ nghỉ phẻ là mày chết cho tao à. Mở mắt canh này.
Trời ơi, cái gì? Mất rồi, mày nói cái mất gì? Rồi, mất rồi. À, trời trời. Mất rồi. Trời ơi, trời ơi, đâu rồi? Nó mất tiêu rồi, trời, tôi chết tôi rồi, trời ơi. À, à, trời ơi. Con thề với ông nha, con thấy vậy thôi đó. Con thấy sao? Công nhận nha, đúng là ông cả là ông có phép thuật thiệt mà. Phép, con nói ông không tin. Phép bà nội mày. Bà nội con không có phép. Trời ơi, phép, phép cái con khỉ. Con khỉ là chỉ một mình Tề Thiên có phép thôi, mấy con khỉ bình thường không có phép. Trời ơi, tao nói là không có ông cả nào mà có phép có tắc gì hết trơn á, hiểu chưa? Ờ, mày nói sao? Cái tượng ở đó rồi tự nhiên. Mày á, mày nói láo tao đúng không? Mày ở ngoài này mày ngủ nghỉ mẻ phải không? Đúng không? Không có, con nói cho ông nghe, con thề với ông á là lâu lâu con cũng có nói láo ông thiệt. Nhưng mà cái chuyện thần thánh là con không bao giờ dám nói láo ông. Nói thiệt mà. Mày nói sao? Mày nói cái tượng thành hoàng nhà mình bay. Bay lên luôn. Bay được. Bay luôn. Tượng thành hoàng nhà mình bay được. Cái tượng thành hoàng nhà mình mà bay được là linh lắm con ơi. Đúng rồi. Hay quá. Cái gì vậy? Bị mất trộm mà hay hả? Hay chứ. Nè, ngày mai tao sẽ dựa vào cái cớ này, tao đi kiện ông cả lên trên quan, rồi tao sẽ đòi hết tiền vàng của tao lại. Sau đó đuổi ông ra khỏi cái làng này, tao hốt đất nhà ổng. Con quỳ con lại ông luôn á. Ông còn linh hơn thần hoàng của mình. Là thiệt. Sao? Cái chuyện mà ông mang thần thánh ra mà ông mua bán được là thiệt là con nể ông luôn á. Nể ông luôn. Thôi, vậy bây giờ không có tượng rồi đúng không? Vô nghỉ phẻ. Ngủ nghỉ phẻ. Vô ngủ. Trời, cái gì mày kêu mày móc hoài vậy hả? Trời ơi. Sao mà lâu quá vậy không biết nữa. Sao mà lâu quá luôn. Mấy ông có ai biết Mạc Quan Quyện không? Không, ai biết, ông đâu? Biết đâu. Trời ơi, ông đâu rồi? Trời ơi, nóng nực. Mày làm gì vậy? Mệt quá thiệt tình. Hey. Quát quát quát. Ngủ đi, ông ngủ quá. Đi. Quan tới kìa, quan tới kìa. Đi quan tới, quan tới, quan tới, quan tới, quan tới. Im, 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 im. Chào quan. Dạ bẩm quan. Dạ bẩm quan. Dạ chào quan. Ai thưa kiện? Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ con. Dạ con. Dạ. Mấy ông đó phải hiểu rằng quan khó tánh lắm. Dạ. Dạ. Muốn thắng kiện cho lẹ. Dạ. Thì là phải là từ dạ. từ rồi á là sẽ từ từ đi. Đi tới quan quan tới 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 phải quan. Trời ơi vậy mà mấy người có kịp để cho ta nói đâu. Dạ 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 mời quan. Dạ dạ mời. Dạ bẩm quan. Dạ kính mời quan ngồi. Ngồi sướng. Dạ. Sao không có trà lá gì hết trơn? Rượu mồi đâu không có vậy? Hả? Dạ sao mấy ông không trà rượu? Sao không trà rượu? Sao không trà rượu? Ông á? Mấy ông không ai mang trà rượu cho vậy? Ông lo vụ này mà. Ai thưa đứng dậy đi. Ai thưa hả? Dạ phú hộ đó hả? Dạ. Tên này tên nào mà mặt buồn vậy? Dạ người ở của con. Ngồi xuống mày. Người ở mày đang đứng ngang hàng với người ta. Thì bởi ủa rồi rồi thưa tên nào? Dạ dạ con thưa ông cả. Ông cả? Ai kêu bằng ông? Dạ cả làng kêu là ông cả. Ta kêu bằng ngươi cả. Dạ con Bình Quang. Dạ, kêu dạ, ngươi cả. Đúng rồi, ngươi cả. Ngươi cả. Nhưng mà qua kêu bằng ngươi. Ngươi cả. Dạ. Ăn cắp cái tượng thành hoàng của ông phú hộ. Dạ. Dạ có phải vậy không? Dạ, dạ đúng rồi. Khai đi.
Dạ. Đừng có để cho mấy thằng lính ta nó mỏi tay. Dạ. Rồi đừng có để cho ta mang cái tội là bất cung. Chuyện bên Nguyên đưa ra là vô lý lắm. Vậy xin hỏi có nhân chứng không ạ? Sao không có? Sao không hả? Sao không có? Để ta hỏi mấy ông ơi. Dạ, tức chứ. Dạ, sao không có? Dạ đúng hả? Chứ các người muốn gây lộn trước mặt quan phải không? Người chứng là tên nào đâu? Dạ đây, Tăng. Dạ đây. Dạ. Nhân chứng làm mà leo cây trốn phải không? Làm chứng. Dạ con. Người làm chứng. Đứng bên đây nó nghe nè. Lẹ đi. Xích ra một bên coi. Trời đất ơi, lính mà chen lớn xô đẩy quá à. Xuống đi kêu có người à. Qua bên đây. Xuống đi. Để nó làm chứng mà. Dạ thưa quan, con sẽ kệ. Nói đi, ta ghi. Vào một đêm không trăng sao mê. Con đã lần mò ra cái tường. Quan ơi, con mệt quá, con mệt quá. Mệt quá. Con cũng đuối, con cũng mệt đó. Con quất nhiêu đó là con đã mệt rồi. Nói bình thường đi. Nói chung á, con tới, con nhìn thấy nè, thấy ông cả. Ông cả không có tới chỗ cái tượng. Đó. Thấy chưa? Có tới nữa không? Làm gì nóng dữ vậy, chưa kể hết mà. Quan hãy bình tĩnh đi. Dạ. Lúc sau hấp dẫn hơn, lúc đó quan tha hồ la luôn. Dạ thưa quan, ngồi xuống để nghe hắn nói. Ngồi xuống nghe con kể. Lúc đó ông có tới ngay chỗ cái tượng. Dạ. Đó, thấy chưa? Thấy rõ ràng. Ông cả có tới chỗ cái tượng. Nhưng mà ông không có lấy cái tượng. Ủa, kỳ vậy? Cái tượng tự động nó bay. Trời ơi. Câu chuyện của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Trời ơi. Sao vậy? Kỳ gì? Thằng quỷ. Nói cho rõ cho quan nghe kìa. Dạ thưa quan. Dạ nếu mà quan không tin á, quan cứ mời hết tất cả dân làng tới nhà con. Quan sẽ thấy cái tượng. À không, quan sẽ thấy cái bệ tượng. Mà con có cái bệ tượng. Mà có cái bệ tượng phải có cái tượng chứ. Mà cái tượng bây giờ đó, không còn, chỉ còn cái bệ tượng thôi. Tất nhiên là đã bị mất cái tượng thôi. Đừng đập tay nữa. Dạ ân xin lỗi quan. Dạ bẩm quan. Nếu như bên Nguyên nói rằng nhà bên Nguyên có cái bệ tượng để chứng tỏ rằng nhà bên Nguyên có tượng, vậy thì ở đây bức tượng của nhà hạ dân bìm bìm nó leo đầy cả chân tượng, chứng tỏ đây không phải là bức tượng mới đặt. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Đâu nhìn thử coi. Đúng rồi. Thấy ông nói đúng á. Cái này mà quan xử không được nó thôi, nghĩ phẻ rồi. Trời ơi. Cái tên ơi. Dạ. Nuôi trời ơi. Nuôi mày leo lên cái đây. Dạ, chết cha. Mày leo lên cái đây. Đồ nuôi ông tài áo. Mày không có xuống nha. Mày mà xuống một cái hả? Là cái cây này tao chọt mày nha. Tao chọt mày đó. Ôi. Nha. Bây giờ sao quan? Nghe quan xử. Mày đừng nhìn tao mày. Nhìn cái mặt thấy ghét. À, vật chứng á thì ở trước mặt rồi. Dạ đúng. Nhưng rồi mà khó xử quá. Có đâu khó quan. Bây giờ ta tính vậy. Tính sao? Thôi giải tán đi. Có trời ơi, kỳ vậy. Xong rồi. Coi như không có chuyện gì hết. Kỳ quá. Quan ơi, biết làm sao bây giờ? Trời ơi. Thôi. Tiền gì? Về. Quan ơi. Thánh thần thì ở hai bên vai vác, chứ làm gì có trong bức tượng mà giành với vật. Các con ta giờ đã trưởng thành, yên bề gia thất rồi. Làng xóm cũng bình yên. Giờ ta mới thực hiện được giấc mơ ngao du sơn thủy, rồi tìm một ngôi chùa thanh tịnh, xuống tóc quy y, sống đời vô ưu. Mọi người ở lại bình an, đừng lo cho ta. Ông cả đi thiệt không? Chào mọi người. Đừng đi ông cả ơi. Mọi người ở lại, ta đi đây.
đi ông cả. Đúng là thành hoàng sống của làng ta. Nếu như làng nào cũng có người thông tuệ lo cho dân như ông ấy thì chắc chắn dân làng chúng ta sẽ không bao giờ bị bọn cường hào áp bức. Đừng lo, nếu chúng ta gặp khó khăn thì lên tiếng, tôi nghĩ lúc đó ông cả sẽ quay về cứu giúp chúng ta.